Quên quả bóng vàng hay FIFA The Best D, Dubai Global Soccer Awards 2023 mới là tâm điểm của bóng đá thế giới lúc này. Lễ trao giải Dubai Global Soccer Awards hay còn gọi với cái tên thân thuộc khác là quả bóng vàng Dubai 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 1 tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Khác với quả bóng vàng của tạp chí France Football hay The Best của FIFA, quả bóng vàng Dubai được trao dựa trên số phiếu bình chọn của người hâm mộ mua từ ban tổ chức để bầu chọn cho cầu thủ mà mình yêu thích. Mặc dù chỉ xếp vị trí 829 trong cuộc đua quả bóng vàng thế giới và không có tên trong danh sách đề cử FIFA The Best, nhưng nhờ vào lượng fan lớn từ Haaland chuyển qua, cùng với một số fan của Messi được cho là cũng đã bình chọn cho Ronaldo, với mong muốn Ronaldo sẽ có số quả bóng vàng Dubai bằng với số quả bóng vàng thế giới của Messi, nên hiện tại Ronaldo đang là người có số phiếu bầu cao nhất. Kể từ khi giải thưởng được thành lập vào năm 2011, Ronaldo đang là ngôi sao sở hữu nhiều quả bóng vàng Dubai nhất với 6 lần được vinh danh, trong khi con số này của Messi chỉ là 1. Liệu Ronaldo có thể chinh phục thành công danh hiệu Dubai lần thứ 7, qua đó nâng tổng số quả bóng vàng của anh lên con số 12, trở thành cầu thủ có nhiều quả bóng vàng nhất lịch sử bóng đá?